Từ từ. Từ từ nhá. Và vượt đi nhá. Đã chưa? Được. Vượt. Rồi. Đã đi. Hả? Ôi. Một. Xin chào quý cô chú anh chị cùng toàn thể các bạn. Rất vui được gửi tới quý vị và các bạn những hình ảnh không khí Tết tại thủ đô Hà Nội. Hôm nay em Việt, cháu Việt vào, phải nói là vào một nhà vườn mà phải nói là ông vua đào, quý vị và các bạn. Rất nhiều những cây đào khủng. Quý vị và các bạn thấy những cây đào cổ. Vào đây thì quý vị và các bạn ngất ngây. Em Việt, cháu Việt phải nói là ông vua đào Nhật Tân mới đúng, quý vị và các bạn. Rất nhiều những cây đào cổ đẹp, ngất ngây. Một bầu trời thủ đô Hà Nội, quý vị và các bạn. Vâng, quý cô chú anh chị và các bạn thấy kênh của em Việt, cháu Việt, hãy tặng em Việt, cháu Việt một like ạ. Và quý cô chú anh chị và các bạn lần đầu thấy kênh, hãy đăng ký kênh ủng hộ. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Hôm nay em Việt, cháu Việt vào đây gửi tới quý cô chú anh chị và các bạn rất nhiều những siêu phẩm, rất nhiều những gốc đào cổ đang rực rỡ khoe sắc xuân rồi. Bông hoa đào báo đã khoe sắc xuân. Thời tiết tại thủ đô Hà Nội rất đẹp, quý vị và các bạn. Nhiệt độ bây giờ rơi vào khoảng 23 độ C. Trời mát, hơi se se lạnh, thỉnh thoảng lại có những tia nắng để cho những bông hoa đào rực rỡ khoe sắc xuân hơn. Rất nhiều những gốc đào cổ. Những gốc đào anh cho thuê giá 40 triệu, 50 triệu, 60 triệu quý vị và các bạn. Rất nhiều mẫu mã, rất nhiều thế độc. Các anh các chị cũng đang lên chọn này, quý vị và các bạn đây. Mời quý cô chú anh chị cùng em Việt, cháu Việt chiêm ngưỡng những bông hoa đào rực rỡ khoe sắc xuân thủ đô. Những hình ảnh rất đẹp. Mỗi dịp Tết đến xuân về thì nàng Nhật Tân luôn đón rất nhiều du khách tới chụp hình cũng như tới chọn cho mình những gốc đào khủng, quý vị và các bạn. Đấy, quý vị và các bạn thấy những hình ảnh rất đẹp. Bầu trời xanh kết hợp với những bông đào Nhật Tân đang khoe sắc xuân thì quý vị và các bạn thấy rất rực rỡ. Vâng, quý cô chú anh chị và các bạn, trong dịp Tết đến xuân về, hãy tặng em Việt, cháu Việt góc bánh chưng. Khoảng cách xem cho em Việt, cháu Việt. Hơn 10 giây quảng cáo. Cảm ơn quý cô chú anh chị và các bạn rất nhiều. Và quý cô chú anh chị và các bạn lần đầu tới kênh, hãy đăng ký kênh. Wow, quý vị và các bạn thấy không? Rực rỡ một bầu trời xuân. Wow, wow, quý vị và các bạn thấy không? Rực rỡ. Một màu đỏ, một màu đỏ thắm, rực rỡ bầu trời xuân Nhật Tân, quý vị và các bạn. Em Việt, cháu Việt vào đây thì đúng là choáng ngợp bởi những vẻ đẹp. Rất nhiều những gốc đào. Những bông đào đang khoe sắc xuân, quý vị và các bạn.
Vâng, quý cô chú anh chị và các bạn chưa like thì hãy like tặng Em Việt Châu Việt ạ. Quý cô chú anh chị và các bạn lần đầu thấy kênh hãy đăng ký kênh để xem nhiều clip hấp dẫn nhất mùa xuân tại Nhật Tân quý vị và các bạn. Cây này Em Việt Châu Việt thấy rộng tầm khoảng 2,5 m, cao khoảng 1,8 m từ mặt chậu. Một số cây đào lác đác có 1-2 bông bào. Và ở đây là một số gốc đào bonsai nhỏ nhỏ, già nhưng mà rất già quý vị và các bạn, có thế độc. Vâng, quý cô chú anh chị và các bạn xem được những hình ảnh những gốc đào độc. Hãy chia sẻ clip để nhiều du khách biết về người dân thủ đô Hà Nội cũng như người dân làng Tứ Liên. Rất rất khéo trăng quý vị và các bạn. Đấy, quý cô chú anh chị và các bạn thấy không? Hôm nay Em Việt Châu Việt tới làng Tứ Liên, phải nói là giới thiệu tới quý vị và các bạn ông vua trồng đào ngất ngây, đẹp mê lòng người quý vị và các bạn. Ai yêu nghệ thuật thì tới đây thì bị phê quý vị và các bạn. Em Việt Châu Việt cũng có một chút nghệ thuật, như vậy là yêu nghệ thuật. Mời quý vị cùng Em Việt Châu Việt ngắm những bông đào đang khoe sắc. Đặc điểm đào Nhật Tân đỏ thắm, bông to, hoa nhiều. Đấy, quý vị và các bạn, cây này Em Việt Châu Việt thấy có thế rất độc, ngất ngây quý vị và các bạn. Mùa xuân mà quý vị và các bạn thấy những bông tán này mà nở hết thì phải nói là rực rỡ. Còn rất nhiều, Em Việt Châu Việt sẽ mời quý vị cùng Em Việt Châu Việt đi một vòng. Đây, đây anh trai. Anh trai ơi, cây này thì chào giá bao nhiêu đấy? Không chào giá cái này. Sao? À đi rồi à? Căng nhỉ. Không có giá cả với ông cả. À thế à? Chung chung thôi. Nhiều anh làm YouTube nói giá linh tinh quá quý vị và các bạn, nên là hỏi thì hầu như là các anh cũng không nói giá chính xác. Việt thì Việt cứ hỏi giá thôi, xong rồi có cây nào mình nói thật, việc gì mà phải nói dối quý vị và các bạn. Quý cô chú chị và các bạn xem thì phải thực tế, không việc gì mà phải chém gió giật tít câu vi là gì. Đẹp thì bảo đẹp, không đẹp thì bảo không đẹp, thế thôi.
những gốc đào thế đào già quý vị và các bạn. Những thế đào em Việt cháu Việt thấy độc. Riêng kênh em Việt cháu Việt thì cũng không lấy hình ảnh chỗ nọ bỏ vào chỗ kia. Em Việt cháu Việt mà ghi hình thì là có nào em Việt cháu Việt sẽ làm thế. Rất đẹp, hôm nay thời tiết thủ đô Hà Nội thỉnh thoảng có ánh nắng quý vị và các bạn. Đây là những bông hoa đào đang căng mình, khoe sắc. Wow, cảm giác Tết đến nơi rồi quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn chiêm ngưỡng bông hoa đào đang khoe sắc cùng những chồi non rất đẹp. Rất nhiều quý vị và các bạn. Đúng là ông vua đào. Quý vị và các bạn thấy. Chỗ này em biết không biết. Đoán tầm khoảng hơn 2.000 mét quý vị và các bạn. Rộng mênh mông. Toàn đào là đào. Mời quý cô chú anh chị và các bạn đi chiêm ngưỡng tiếp. Hầu như em Việt cháu Việt thấy nhà vườn này chiếm tầm khoảng 60% là đã có chủ nhân rồi. Hầu như là các cây đều có tên hết rồi. Và ánh nắng đang rực rỡ quá quý vị và các bạn. Đây, mời quý vị và các bạn thưởng thức những hình ảnh rất đẹp, rất tươi, rất rực rỡ tại bầu trời xuân Nhật Tân quý vị và các bạn. Đây, cây này là đang lên chậu rồi. Một số cây ở bên ngoài này thì các anh bây giờ mới lên chậu. Đây, mời quý vị và các bạn xem các anh này. Gánh những gốc đào. Những hình ảnh rất độc đáo tại làng Nhật Tân. Quý vị và các bạn đây. Đây. Nếu mà khênh đồng cây này thôi thì bốn anh vần một gốc đào. Tốt. Từ từ. Và vườn đi chứ. Đã chưa? Được. Rồi. Đi. Hả? Ôi. Một. Từ từ.
những hình ảnh độc đáo nhất mùa xuân. Ông bảo hai thằng, ông bảo hai thằng ông trêu rồi, hai thằng nằm nó khánh nó nổi. Ơi nó nhấc cơ vào. Nổi vẫn nổi nhưng chỉ đang được mấy hôm thôi. Ngày 1 2 ngày đâu đúng không? Nhập về chứ. Đây là anh em mình nặng lâu dài mà nó giếng nó đi chuyển về ông chú và hai thằng khánh nhỉ. Các bạn thấy cây này cao được khoảng 2 m, rộng khoảng 1 m 8. Gốc to. Đây. Khoảng 5 triệu. Không, nói đúng giá cây nào trăm bảo trăm, cây nào 50 bảo 50, cây nào cũng trăm thế đúng không, đổ đồng thế không được, đúng không ạ? Đây đây, mời quý vị và các bạn. Quý vị nhá, đang thẳng này nó đang cong ra như kiểu đường cong của các chị em. Lên, nhìn rất sexy. Nhá. Lên thử đi. Đấy, thoải mái mà đây này. Từ từ. Cây này thì hai anh thôi, chỉ hai anh vận là được. Năm nay em giật tít là ông vua đào nhá, anh trai nhá. Cái này được chưa? Rất nhiều gốc đào cổ. Những cây này thì nhìn ra quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Em Việt Cháu Việt sẽ dừng clip ở đây và hẹn gặp lại quý cô chú anh chị và các bạn ở các clip tới. Wow. Cây này thì chưa có bông vào. Đây, mời quý vị và các bạn xem nốt một số bông vào ở đây nữa, xong em Việt Cháu Việt sẽ dừng clip. Hầu như các cây ở đây em Việt Cháu Việt đều thấy có chủ nhân rồi. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Hẹn gặp lại quý cô chú anh chị và các bạn ở các clip tới của em Việt Cháu Việt.